Trong tập 4, tại thử thách lớp học múa ba lê, công chúa Cam nhà ta đã không thể hòa nhập được với cô giáo và chị Son. Điều này đã khiến cho bố Kiên và mẹ Loan rất lo lắng. Nè nè, cô nói nghe nè, cô nói nghe nè Cam ơi. Cam lại đi đâu vậy? Giai đoạn đầu của buổi học diễn ra thật sự thì bố mẹ Cam xem khá là căng thẳng. Bọn mình căng thẳng là tại vì đây bọn mình có một cái sự lo lắng cho bé, tại vì là bé bắt đầu tình hình nó trở nên xấu hơn rất là nhiều rồi. Tại vì là Cam chỉ ngồi và ôm chặt cái cột tôi rất là lo. Lúc đấy xem mà kiểu cảm giác như là mình rất là muốn khóc vì đúng rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy em bé nhà mình mà kiểu tức là màn hình trước mặt rồi. Cảm thấy con mình thì mình ra rất là muốn ôm rồi. Vì thương chứ. Mình thì thương mà, nhưng mà mình chỉ nhìn qua màn hình thì mình cảm giác rất là bất lực. Còn con thì ở đấy thì kiểu con cũng trong một cái cảm giác là hoang mang, lo sợ và có gì đó bế tắc nữa thì nó mới ôm chặt cái cột như vậy. Đi mấy con vui lắm, vui ơi là vui. Mình đang tập nè, mình đang tập giống như mình đang chơi á. Mình đang chơi tà sandwich vậy, thì muốn chơi với mình không? Con vỗ tay với cô không? Vỗ tay vậy nè. Dù cho Son và cô giáo ra sức thuyết phục, nhưng mà Cam vẫn không có ý định tham gia vào lớp học. Lại đây chơi chung với chị Son này, chị Son buồn nè. Lại đây. Mỗi thông tin từ phía cô giáo, Cam không hề có sự tương tác gì hết. Nhưng theo quý vị khán giả thì liệu Cam có nghe cô giáo nói hay không? Hay là Cam bỏ ngoài tai tất cả? Lát nữa chúng ta theo dõi diễn biến tâm lý của con phía sau, chúng ta sẽ trả lời được điều này. And shoulder, knee and toes. Head and shoulder, knee and toes. And bend down low. Giữ đó nha. Stay down there. Stay down there. Don't forget. Thẳng lưng nha. Ok, mình thử với nhạc nha, chịu không? Chúng ta hãy theo dõi cái hành vi và cái ánh mắt của bé Cam. Thực ra là không phải là Cam lơ là cô giáo hoàn toàn, bỏ luôn lớp học hoàn toàn, vì Cam không chạy trốn, Cam không khóc gào, Cam không đi kiếm cái cửa ở đâu để mình chạy thoát khỏi đó, cũng không nhất thiết là đòi ba mẹ phải có mặt ngay, mà thỉnh thoảng ánh mắt của Cam vẫn lia về phía cô giáo và chị Son, có nghĩa là con vẫn còn đang giữ một cái mối quan hệ, nhưng do cô giáo mãi mê với cô học trò kia của mình đã bỏ qua cái sự kết nối đó. Cho đến khi mẹ Đoan Trang quyết định xuống tận lớp học để động viên Cam, thì tâm trạng của cô bé vẫn không thể tốt lên mà thậm chí là còn tệ đi. Tại sao lại xảy ra điều này? Trong lớp có bạn Son và bạn Cam. Và khi mẹ của bạn Son xuất hiện thì Son lại là bạn học giỏi nhất lớp và rất là lanh lẹ, rất là tự tin rồi. Lại còn được thêm sự xuất hiện của mẹ nữa. Thì hai bạn nhỏ trong lớp đang chưa hiểu là mẹ Son xuất hiện để hỗ trợ Cam. Thì lúc Son thấy mẹ xuất hiện, Son càng vui vẻ bao nhiêu. Thì chúng ta phải nhìn lại chỗ góc độ của bạn Cam. Cam đang rất là muốn được gặp mẹ, thì cái người xuất hiện lại không phải là mẹ của Cam mà lại là mẹ của Son. Thì chúng ta nghĩ thử xem nếu mình là Cam, cái độ tuổi thân của mình nó có tăng lên hay không? Khi mà mẹ Đoan Trang hỏi thăm tới là Cam bắt đầu rơm rớm, suýt chút nữa thì khóc. Rồi, không sao. Bây giờ vỗ tay ngồi dậy vẫn vỗ tay được rồi, đúng không? Rồi, mình vỗ tay nha. Vỗ tay nào. Son ơi, vỗ tay làm sao? Mẹ có ở đây với con hoài không mẹ? Không, mẹ ở đây với con chút thôi. May quá, lúc này có một sáng kiến rất hay chỗ này. Cô Hải Anh đã có một hoạt động cho cả lớp cùng tham gia. Đó là trò chơi giải cứu bong bóng. Cả phụ cô lấy bong bóng đi nhá. Yeah, đúng rồi. Đụng cái bong bóng nè, lấy bong bóng xuống nè. Wow. Lấy con. May quá, trò chơi giải cứu bong bóng của cô Hải Anh đã giải cứu được bạn Cam, giải cứu được luôn cô giáo và phá vỡ cái phản băng sự trở ngại tâm lý từ chính bản thân Cam cũng như là bố mẹ của Cam. Thực sự là bọn mình đang có một bài học, đấy là bọn mình quá bao bọc bé Cam rồi, quá bao bọc con rồi, làm cho chính cái sự cái tình hình thành tính cách của con là nhiều khi là do bố mẹ. Bây giờ bọn mình cần phải cho Cam có nhiều cái cơ hội để mà con có thể trải nghiệm hơn được, thay vì việc là quá là bao bọc con. Cam giơ tay lên. Đụng vào bong bóng. Đụng vào bong bóng. Như vậy thưa với quý vị phụ huynh là ở độ tuổi của các con á, thì cái câu mà chúng ta vẫn thường nói là học mà chơi, chơi mà học. Như vậy trong độ tuổi, đặc biệt là tuổi mẫu giáo 4-5 tuổi á, thì trẻ tất nhiên là tiếp cận với hoạt động học tập rồi.
Nhưng mà hoạt động chủ đạo của trẻ trong giai đoạn này là hoạt động trò chơi. Vậy chúng ta hãy chịu khó đầu tư, suy nghĩ những cái trò chơi nào nó phù hợp với tuổi, với tính cách của con. Chúng ta bày ra như một cái trò chơi. Và khi tham gia vào hoạt động đó thì chúng ta hướng dẫn, giải thích, uốn nắn, bẻ sữa. Đấy chính là lúc mà chúng ta dạy cho con những cái nhận thức, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm, chứ không phải là một cái bài giảng. Chúng ta hãy cho con thích ứng với cái môi trường xã hội, môi trường tự nhiên nhiều hơn. Đặt con vào mối quan hệ với nhiều người, dạy con cách tương tác giao tiếp. Hãy giảm bớt cái vị trí trung tâm của con, không phải chỉ có con là số 1. Thì chính những cái điều này là những cái chúng ta giúp cho con vượt qua những cái thử thách khác rất là dễ dàng. Và Cam đã vượt qua thử thách lần này một cách vô cùng ngoạn mục. Hôm nay nhìn thấy Cam như thế nó vui. Và vui. Quả thật với một cô bé 4 tuổi được bảo bọc trong vòng tay của bố mẹ thì ngày hôm nay Cam đã thật sự bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bố Kiên, mẹ Loan cũng đã rút ra được nhiều bài học cho chính mình về cách dạy con. Đón xem tập 5 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20h25 phút thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20h50 phút Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1.